hả? Thì mua sầu riêng với mua mang cục về làm gỏi thôi, là gỏi mang cục sầu riêng. Đó, sầu riêng 80k một ký nè. Bánh mang cục 80k một ký. Mang cục bánh tre. Trái sống sống này là làm gỏi nè cô chú anh chị. Hiện tại là Sài Gòn đang mưa lắm. Đang mưa lắm nên là sầu riêng cũng không chắc ra ngoài nhiều. À bây giờ là chắc ly kệ hả? Thì cách đang lựa những trái măng cục về làm gỏi. Bữa nào làm gỏi mang cục sầu riêng thử đi. Lấy một trái xong rồi mình làm gỏi. Mua gà về làm. Đó. Mình mua gà về mình làm. Đó, chị đội mưa thế. Từ hồi giờ bé Tiên có ăn món đó chưa? Chưa ăn luôn hả? Cu tí. Mới nghe luôn hả? Đang hốt quá trời trên cộng đồng mạng. Mình phải theo trend chứ. Dạ. Ngồi im nha con, hâm cho con xuống với chị chứ để con không đây đấy. À đúng rồi, xuống dưới chơi đây con. Chị đậu mưa luôn, đậu mưa để thưởng thức sầu riêng. Bé Tiên sắp lên rồi lấy xuống rồi sắp lên. Hay ghê luôn. Hả? Buồn quá có chuyện gì làm. À, trời mưa buồn quá không có chuyện gì làm đúng không? Đó, xong rồi chúng mày nè. Sắp lên nè, sắp lên. Cái này là 90 hả Hà Trúc? À cái này là phía này là giá 90 nè. À này là giá 90. Còn bên kia là 101. À đây là 101 luôn hả? Kiểu này là mình phải mua một trái sầu riêng sống, mới mang cục sống về mình làm sầu riêng mang cục thử. Nó ra cảm giác như thế nào? Con vô trong mấy con. Xe con ơi, con gái. Ờ vô trong này đứng nè. Ồ, bữa nay quán kia mở lại rồi hả? Quán mở lại hả? Bật đèn sáng rực luôn á. À ông chủ. Một cái này là 215 là 1,970 béo ngọt.
là nhiều nhất là không còn cách nào khác. Trời mưa anh chị đậu mưa ra để mua luôn. Sài Gòn là dạo này là mưa suốt nha quý vị. Mua chung mang cục nữa hả chị? 26 luôn ha. Sượng là các bạn có quyền đem ra đổi trả mà. Nhưng mà xa quá. Xa quá hả? Dạ. Xa quá phải không nữa đi. Dạ. Ở đâu rồi chị? Biết chổi. Mỹ Nhân chổi. Ông chổi mua mà không biết không biết luôn sượng mang đổi tiền tại chỗ. Dạ. Cái này nhỏ dữ hơn tôi nãy nè. Thử anh em ơi. Thử đi anh. Thêm trái nữa hả? Khách Malaysia, cao thủ Malaysia. Khách đội mưa để ra thưởng thức sầu luôn á. À, thăm cho em ra ra đấy cho chị nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
and about durian Malaysia and durian Vietnam. I need to taste it. This is the first time for try. Malaysia là có Muskin nữa các cô chú. Muskin. Muskin là nổi tiếng ở Malaysia. Muskin. Nổi tiếng của the best thế giới đó. Best shrimp. The best shrimp. Hôm nay bà chủ có mình bộ đầu đỏ bụng nổi quá. 2 năm 3 à? Gần đỏ. Cho nó đỏ anh ta. Tí luôn mà đỏ kìa. Này nhiêu nhiêu. Đỏ bữa nay chơi không đỏ. 2 năm 3 Hôm nay cho ai cũng mặc đồ đỏ, cho đỏ. Cho đỏ xíu. Malaysia. Malaysia. À. Đây là Bangkok. Chicken. Bangkok tiếng Anh là gì trời? Anh. Ba trăm chín mươi à? Nói anh chàng đây mấy trái dưới chân này, em nó nhỏ quá kìa. Mấy trái này nhỏ. Mấy trái dưới chân cho chị. Đúng rồi. Cái này nè, thấy thấy chứ? Còn không? Cái này nè, mấy cái này ngon. Ừ. Lỗi. Nhiều quá, kiếm trái vừa thôi. À. Bốn ký tư là bao nhiêu? Hồi nãy 400 mấy á. 3 ký. Khô, anh ăn khô hay là ướp? Khô. Ăn khô nha. Ở phía này có loại sầu riêng nhỏ nhỏ nữa nè. Đi hôn mà. Cái này thì Thái hay là gì sao ta? Cái này Thái à? Ri hả? Ri tí hôn. Có ri tí hôn nữa nè. Dạ, hôm nay tới đợt kia tí hôn rồi. Cái này ngon rồi nè, anh chơi. Thử cơm lại. Thôi, đi xong rồi. Ngày nãy 3-4-5 đúng không? Vị khách đặc biệt từ Malaysia nha cô chú. Quê hương của Muskin đó. Rất là nổi tiếng trên toàn thế giới đó. Ghé Ri 6 Việt Nam. Không phải, chị tưởng đâu là cái trái của chị. Sorry. Chị khách du lịch. Chị tưởng là cái trái của chị. Ở đây không có Ri 6 rồi. Ri 6. Đúng rồi. Nó cũng nhanh. Có nhiều gì nhắn. Nó mua cái là lỡ chị lái ăn lộn á. Review luôn, review sầu riêng tại ngày của chị gái ở đây. Đây.
Thử cơm anh trai. Anh thử cơm. Anh hỏi của trời của anh đó. Dạ bây giờ là thử được rồi nè. Không nguyên muối hay chắc là cũng đi. À anh trai, anh trai. Anh với chị tờ. Can I eat the small one? Then the small one, the small one. Thank you. Oops. Anh nói là người Philippines. À, chị. Malaysia. Yeah. Rất là bất ngờ luôn. Anh hỏi thử là sầu riêng của Việt Nam so với mua sinh kim thì như thế nào? Đương nhiên là tôi chắc.